Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình tạp chí ngân hàng phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, chuyển tiền cùng hệ thống ngân hàng qua ứng dụng mobile banking, khách hàng sẽ mất phí 2.200 đồng trên một giao dịch thay vì miễn phí như trước đây. Với dịch vụ SMS banking, phí hàng tháng cũng sẽ tăng từ 8.800 đồng lên 11.000 đồng cùng một số điều chỉnh khác. Những biểu phí này mới này đã khiến cho dư luận xôn xao trong thời gian vừa qua. Vậy tăng phí dịch vụ ai hưởng lợi, ngân hàng hay khách hàng? Phí dịch vụ liệu có thể miễn phí mãi hay không? Tăng phí dịch vụ ngân hàng có cần cam kết trách nhiệm cải thiện chất lượng dịch vụ hay không? Tất cả sẽ đề cập trong chương trình tạp chí ngân hàng tuần này với chủ đề Tăng phí dịch vụ nhìn từ câu chuyện Vietcombank. Trước tiên mời quý vị cùng đến với câu chuyện tăng phí tại Vietcombank mà chúng tôi ghi nhận ngay sau đây. Mới đây, Vietcombank đã thông báo biểu phí áp dụng từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, trong đó mức phí dịch vụ SMS banking từ 8.000 đồng lên 11.000 đồng trên một tháng. Thay vì miễn phí, dịch vụ mobile banking sẽ tính phí 2.200 đồng trên một giao dịch. Còn khi chuyển tiền lên ngân hàng qua Internet banking trên 10 triệu đồng, khách hàng sẽ chịu phí 0,02% tổng số tiền. Là một khách hàng thường xuyên phải sử dụng đến dịch vụ của ngân hàng cho quá trình giao dịch cá nhân cũng như với khách hàng, anh Nguyễn Viết Hoàng Minh Khánh nhận thấy việc tăng phí dịch vụ của ngân hàng mà mình đang sử dụng gần đây làm cho quá trình giao dịch bất tiện và anh đang cân nhắc việc sẽ chuyển sang ngân hàng khác. Bắt đầu là cũng dùng chủ yếu Vietcombank nhưng mà bây giờ thấy bởi vì ngay từ ban đầu là Vietcombank đã sử dụng rất nhiều phí rồi. Ví dụ như mình phí mobile banking các thứ và SMS banking. Nhưng mà bây giờ lại thu thêm phí, đặc biệt là cái phí chuyển tiền nội bộ ngân hàng ấy thì mình thấy nó hơi tốn thêm nhiều chi phí quá. Thế là mình hiện tại thì hầu như là mình chỉ dùng cái thẻ đấy để lĩnh lương hàng tháng thôi. Bởi vì công ty mình vẫn chuyển khoản qua Vietcombank. Nhưng mà đợt tới thì bây giờ mình chủ yếu là mình nhận lương xong cái mình rút hết tiền hoặc là mình chuyển hết sang ngân hàng khác để mình tiện các giao dịch khác. Bên cạnh những khách hàng cá nhân, nhiều doanh nghiệp không khỏi giật mình khi phí chuyển tiền qua các ứng dụng của ngân hàng Vietcombank tăng lên đáng kể. Chẳng hạn, mức chuyển 100 triệu đồng từ Vietcombank qua ngân hàng khác, phí này sẽ là 22.000 đồng thay vì 11.000 đồng như trước đây. Tất nhiên là chi phí dịch vụ tăng lên thì nó sẽ đi vào cái chi phí của công ty. Và khi tăng vào chi phí của công ty thì rất rõ ràng là nó sẽ ảnh hưởng đến cái lợi nhuận mà công ty thu được. Đấy, thì cái đấy là điều chúng ta nhìn thấy ngay được. Đối với doanh nghiệp thì phí càng hợp lý càng tốt. Điều là... Nhưng mà chúng ta đang so sánh giữa cái chất lượng của cái dịch vụ với lại cái phí đưa ra. Thì tôi cho rằng là cái chất lượng dịch vụ là đối với ngân hàng Việt Nam là chưa được tốt. Tôi nói ví dụ như là trung bình là các nhân viên kế toán ra ngân hàng ít nhất phải đợi 30 đến 45 phút mới được phục vụ. Đấy là trung bình các ngân hàng. Thì cái đó chúng ta đã xử lý được chưa? Đấy, vấn đề như vậy. Tuy nhiên có khách hàng lại cảm thấy việc tăng phí không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của họ, nhất là khi họ đã đặt lòng tin và có thời gian dài sử dụng dịch vụ của ngân hàng đó. Mình là người khách hàng, mình không có muốn là mất thời gian để mà trả phí hoặc là người ta gửi theo đơn sau rồi sẽ trả thêm. Nhưng mà nếu mà không có ảnh hưởng lớn thì nghĩ là đó không phải là vấn đề lớn mà không cần phải làm to hơn. Theo ý kiến của tôi thì chắc là tôi cũng không chuyển. Họ tăng thì nhưng mà họ tăng thì chắc là cũng 1-2 nghìn hoặc vài nghìn, 10 nghìn một tháng nữa thì mình không chuyển bởi vì mình dùng quá quen rồi. Nhưng mà không phải vì thế mà ngân hàng muốn tăng bao nhiêu cũng được. Và cái này cần phải có sự quản lý của cơ quan nhà nước hoặc là một cái vấn đề gì đó để bảo vệ cái quyền lợi ích của người tiêu dùng, của khách hàng chứ không thể cứ tăng mãi mà được. Câu chuyện tăng phí dịch vụ đã khiến cho người sử dụng ít nhiều phải kiểm soát lại và quan tâm nhiều hơn đến những khoản phí mà mỗi lần giao dịch và phí định kỳ mà mình phải bỏ ra trước đây. Nhưng liệu phí có tiếp tục tăng, giảm hay miễn thì lại là chuyện của các ngân hàng. Làm thế nào để thu hút được khách hàng, nâng cao được hình ảnh vị thế của mình là điều mà các ngân hàng đang ngày một chú trọng hơn. Thưa quý vị, việc các ngân hàng miễn phí hoặc ưu đãi một số khoản phí trong một giai đoạn nhất định là để thu hút khách hàng. Các ưu đãi và miễn phí chỉ có hiệu lực trong một thời gian nhất định. Về căn bản, các ngân hàng đều sẽ phải kết thúc chương trình và việc thu phí là tất yếu. Hay nói cách khác, sẽ khó có chuyện phí dịch vụ có thể miễn phí được mãi. Câu chuyện kinh doanh tương tự có thể nhìn thấy ở trường hợp của Grab hay Uber. Doanh nghiệp tung ra rất nhiều khuyến mãi và chấp nhận không có lợi nhuận để thu hút khách hàng và tạo được thói quen tiêu dùng.
Tuy nhiên, với một số khung giờ cao điểm, mức phí mà khách hàng phải trả khi sử dụng dịch vụ Grab, Uber sẽ tăng lên rất nhiều so với thông thường. Quay lại câu chuyện ngân hàng, nếu so sánh các biểu phí ngân hàng, Vietcombank không phải là ngân hàng duy nhất thu phí quản lý tài khoản hay chuyển khoản bằng dịch vụ ngân hàng điện tử. BIDV, Vietinbank hay MBBank cũng đang áp dụng các mức phí khác nhau đối với quản lý tài khoản hay chuyển tiền bằng ngân hàng điện tử. Tương tự, việc bắt đầu áp dụng mức phí cho việc rút tiền ở cây ATM cách đây vài năm, các ngân hàng lý giải họ cần phải thu để bù đắp chi phí hạ tầng và vận hành dịch vụ ATM bởi họ đã chịu lỗ nhiều năm qua. Tính đến thời điểm hiện nay, chỉ có một số ít ngân hàng còn thực hiện miễn phí rút tiền tại ATM như VIB, TPBank. Các chuyên gia cho rằng, ngân hàng thu phí dịch vụ mà khách hàng sử dụng là câu chuyện không tránh khỏi, bởi nhìn trên khía cạnh kinh doanh, để cung cấp được dịch vụ tới khách hàng, các ngân hàng phải bỏ ra một khoản để đầu tư cơ sở vật chất và công nghệ, trong khi bản chất các ngân hàng hoạt động là vì lợi nhuận. Thì bấy lâu nay, tôi lấy ví dụ như hệ thống ATM là miễn phí trong việc rút phí từ ATM. Tuy nhiên thì cũng phải thấy được rằng là các ngân hàng phải bỏ ra một khoản tiền không hề nhỏ để duy trì hoạt động của hệ thống ATM. Khoản tiền tôi nghĩ là không hề nhỏ, mang đến cái sự tiện ích cho người tiêu dùng. Và khi mà các ngân hàng thu phí sử dụng ATM thì bởi vì người dân đã quá quen với việc sử dụng miễn phí, và khi có một sự thay đổi, cho dù nó rất là nhỏ, cũng tạo ra một những cái phản ứng trên thị trường, trong dân cư. Tôi nghĩ rằng là những người tiêu dùng thì họ có quyền lựa chọn của họ. Nếu họ không đồng ý với hoặc là không hài lòng với dịch vụ của đơn vị này, họ có quyền lựa chọn một đơn vị khác có chất lượng tốt hơn và với cái chi phí lại thấp hơn. Họ hoàn toàn có cái quyền như vậy. Trên một khía cạnh khác, trong bối cảnh thời gian qua, vừa có không ít những vụ lùm xùm liên quan tới chất lượng gửi tiền tại ngân hàng. Có những khách hàng mất tới gần 300 tỷ đồng. Không xét về câu chuyện lừa đảo thì phải chăng khách hàng mất tiền cũng là do sự lỏng lẻo trong vấn đề quản lý tài khoản. Người tiêu dùng luôn luôn có tâm lý là chúng ta sử dụng dịch vụ càng rẻ càng tốt, như vậy thì cũng phải cân nhắc yếu tố là khi các ngân hàng tăng phí thì chúng ta có thể sẽ được đầu tư về dịch vụ tốt hơn, có thể nâng cao cái sự bảo mật ở trong các nghiệp vụ thanh toán, nghiệp vụ giao dịch điện tử nhiều hơn, và cái đấy là vô hình chung nó mang lại chúng ta thêm những cái cảm giác an toàn, và đó là những cái yếu tố mà nhà đầu tư có thể cân nhắc giữa những cái gì chúng ta bỏ mất đi và những gì chúng ta có thể thu lại được từ cái việc ngân hàng tăng phí. Đứng ở khía cạnh thị trường nói chung ấy, thì đối với các cái đơn vị mà họ có thể cung cấp cái dịch vụ tốt hơn thì họ thu phí cao hơn, đấy là hoàn toàn là điều dễ hiểu, và tôi nghĩ là người tiêu dùng nên làm quen cái việc này. Và đặc biệt là trong thời gian qua thì chúng ta có thể thấy là có khá nhiều cái phi vụ lùm xùm liên quan đến cái việc người gửi tiền, họ gửi ở những cái ngân hàng vừa và nhỏ xong đấy là bị thất thoát. Thì Vietcombank với cái uy tín và cái quy mô lớn và cái uy tín cao trên thị trường thì có thể đảm bảo tạo cái niềm tin cho nhiều người tiêu dùng, vì thế cái việc tăng phí thì cũng hoàn toàn là không gây ảnh hưởng nhiều đến cái hoạt động của họ trong cái việc thu hút vốn. Thời gian tới, có lẽ Vietcombank sẽ không phải là cái tên duy nhất có sự cập nhật trong biểu phí dịch vụ ngân hàng. Trên thực tế, chưa có ngân hàng nào cam kết các dịch vụ miễn phí mà khách hàng đang sử dụng là vô thời hạn hay không thay đổi. Cái việc mà thu phí chúng tôi cho rằng là nó sẽ không tránh khỏi, bởi vì chúng ta đang trong một quá trình mà công nghệ hóa ngành ngân hàng, do đó thì cái việc thu phí nó đáp ứng cái việc chúng ta phải đầu tư. Còn đối với khách hàng thì chắc chắn là những cái người mà sử dụng được dịch vụ tốt hơn thì họ cũng sẽ phải chấp nhận chi trả một cái mức phí cao hơn. Tôi nghĩ là bất kỳ một cái dịch vụ hay sản phẩm nào nó cũng có cái giá của nó. Mọi người thường nói đây là của rẻ là của ôi, nghĩa là nếu như mà được miễn phí và rẻ, chưa chắc đấy đã là một sản phẩm tốt. Và tôi thấy rằng là những đơn vị mà mạnh dạn đi đầu trong việc thu phí hoặc là thu tiền sử dụng dịch vụ nào đó, tôi nghĩ đó đôi khi lại là những doanh nghiệp có cái chất lượng dịch vụ tốt. Như vậy, việc tăng phí để đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ, từ đó đem đến cho khách hàng những trải nghiệm, những dịch vụ tốt hơn là một lý do chính đáng và hợp lý đối với phía ngân hàng. Thế nhưng, đứng trên phương diện khách hàng, họ trả phí thì họ có quyền được sử dụng những dịch vụ tốt hơn, tài khoản của họ phải được bảo mật cao hơn. Thưa quý vị, câu chuyện thu phí, tăng phí hay miễn phí, suy cho cùng cũng là việc các ngân hàng cần phải làm, cần phải suy tính nhằm cho khách hàng chất lượng dịch vụ được cải thiện và lợi nhuận tốt hơn. Nhưng những người sử dụng dịch vụ, những khách hàng thượng đế có những mong muốn như thế nào khi mức phí tăng như trong thời gian vừa qua? Mời quý vị cùng đến ghi nhận ngay sau đây của chúng tôi.
đối với phía các ngân hàng nếu như mà người ta có tăng phí dịch vụ, nhưng mà đồng thời cái việc tăng đó mà cái người sử dụng có nhiều cái lợi ích thì tôi vẫn dùng. Nếu mà trong tương lai mà Vietcombank nếu mà có mức phí tăng trưởng như thế mà chất lượng nó đi lên thì mình vẫn sẽ đồng hành, nhưng mà nếu mà không có quá nhiều thay đổi thì chắc chắn là mình phải tìm đến những ngân hàng khác. Cái gì cũng có cái hai chiều. Nếu mà anh thu phí của khách hàng thì đương nhiên anh phải đảm bảo chất lượng. Còn nếu anh không đảm bảo chất lượng, anh sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Chị nghĩ là nếu mà tăng phí dịch vụ mà cái phục vụ nó tốt hơn thì có thể là cái vấn đề không phải là vấn quan trọng lắm. Nhưng mà tùy theo nếu mà phục vụ có tốt hay không. Nhưng mà cái điều đó phải nói với khách hàng trước là dịch vụ nó sẽ ra sao sau này. Thì tăng phí sẽ có cái reason hơn. Tôi đang dùng ngân hàng khá là tin tưởng. Vì tăng phí dịch vụ lên thì cái chất lượng phục vụ của ngân hàng cũng tốt hơn. Mình mong là các ngân hàng tăng phí dịch vụ thì sẽ đồng thời tăng cái dịch vụ tốt hơn. Nhưng mà thực ra là hiện tại mình chỉ thấy các ngân hàng kiểu chỉ tăng phí dịch vụ thôi, còn các chất lượng dịch vụ thì có vẻ là chưa được tăng nhiều lắm. Mở rộng các dịch vụ hay thu phí dịch vụ để bổ sung cũng như là thay dần cho các dịch vụ truyền thống là hướng đi đúng đắn của ngân hàng, góp phần phát triển kinh tế cũng như đa dạng hóa các dịch vụ. Tuy nhiên, nếu việc tăng phí dịch vụ buộc người tiêu dùng phải sử dụng mà chưa có sự cân nhắc về quyền lợi của khách hàng và chi phí thực tế là điều mà các ngân hàng cần chú trọng. Các ngân hàng cần phải làm gì để thu phí mà không khiến cho khách hàng rời bỏ mình? Mời quý vị đến với phóng sự sau của chúng tôi. Việc tăng phí dịch vụ mà không đi kèm với chất lượng dịch vụ có thể dẫn tới phản ứng của khách hàng là quay lưng lại với các dịch vụ. Nói cách khác, khách hàng sẽ rời bỏ ngân hàng để tìm kiếm dịch vụ của ngân hàng khác tương đương với giá rẻ hơn và miễn phí một số dịch vụ này. Đây chính là mặt trái của việc tăng phí, không chỉ riêng Vietcombank mà các ngân hàng khác cũng đang áp dụng. Theo các chuyên gia, khi tăng phí, các ngân hàng cần cam kết cũng như có trách nhiệm trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ để đem lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Ngân hàng cũng là doanh nghiệp, cho nên là doanh nghiệp thì họ có quyền tăng hoặc là giảm cái phí mà không cần phải cam kết về cái chất lượng dịch vụ như thế nào. Nếu như chất lượng dịch vụ kém thì rõ ràng là khách hàng nó sẽ bỏ đi, và cái phí mà tăng cao quá mà khách hàng không chịu được ấy, họ cũng bỏ đi. Cho nên là theo tôi thì để mà đảm bảo cho cái sự hài hòa thì rõ ràng là khi mà ngân hàng mà tăng một ít cái phí dịch vụ như thế thì rõ ràng họ phải cam kết về cái việc chất lượng dịch vụ tốt hơn và tạo cho cái người khách hàng ấy có sự thuận tiện hơn trong cái vấn đề giao dịch điện tử, và họ cảm thấy là cái phí bỏ ra đấy là xứng đáng. Áp dụng công nghệ thông tin cũng đi kèm với một số rủi ro liên quan đến bảo mật. Các ngân hàng lúc này cần phải nhìn nhận nghiêm túc về điều này và chú trọng công tác quản trị rủi ro. Rõ ràng là ngân hàng phải nâng cao cái chất lượng về công nghệ thông tin, và họ cũng phải cập nhật theo những cái chuẩn chất lượng của thế giới để đảm bảo rằng cái việc rò rỉ thông tin đấy là không xảy ra. Tuy nhiên thì cái việc rò rỉ thông tin đấy nó cũng có cái lỗi từ nhiều phía, từ thậm chí là cả con người, cho nên là đồng thời với nâng cao chất lượng công nghệ thông tin thì cũng phải nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công nhân viên nữa, để đảm bảo làm sao là có cái sự đồng bộ. Ngân hàng nhà nước cũng cần yêu cầu các ngân hàng đánh giá lại theo cái bộ tiêu chí của những cái chuẩn quốc tế về bảo mật. Đấy là vấn đề thứ nhất, để xem là cái khả năng bảo mật của hệ thống của mình đã đáp ứng được các chuẩn quốc tế hay chưa. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là cần phải có những chế tài nghiêm trong quá trình ngân hàng tiết lộ các thông tin bảo mật hoặc rò rỉ vì nguyên nhân khách quan hay chủ quan, và phải có các chế tài, tức là bộ máy chế tài phải đi kèm phải đầy đủ, chứ không thể có chuyện là khách hàng thậm chí mất tiền đợi nhau ra tòa. Không cần đợi nhau ra tòa, lúc đó đã có điều khoản và thực hiện ngay lập tức. Và ngân hàng nhà nước cần phải chỉ thị các ngân hàng xử lý ngay. Để việc tăng phí không tác động mạnh tới tâm lý khách hàng, theo các chuyên gia, ngân hàng cần có sự minh bạch trong các biểu phí cũ và mới, đồng thời cần có lộ trình rõ ràng, tránh tình trạng chỉ gửi một tin nhắn mang tính chất thông báo tới khách hàng. Phía ngân hàng cũng cần xem xét đưa ra những mức phí hợp lý để tránh tình trạng khách hàng rời bỏ ngân hàng, đi ngược lại chủ trương không dùng tiền mặt của chính phủ và ngân hàng nhà nước. Hiện nay là chính phủ đang có cái chính sách là khuyến khích người dân là không dùng tiền mặt mà hãy đưa tiền mặt vào ngân hàng đấy, và họ sẽ dùng các cái dịch vụ của ngân hàng như dịch vụ thẻ, rồi là dịch vụ về chuyển tiền điện tử.
đấy, những cái dịch vụ đấy. Nếu mà muốn khuyến khích người dân ấy, theo cái chính sách của chính phủ ấy, thì rõ ràng là các ngân hàng phải giảm phí, thậm chí là miễn các cái phí về chuyển tiền điện tử và phí rút tiền mặt hay là phí ATM đấy, những cái đấy lẽ ra là phải miễn hoặc là có một cái mức tối thiểu chứ không nên tăng lên. Cái việc lộ trình tăng phí như thế nào cho nó hợp lý lại là một câu chuyện mà chúng ta cần phải bàn ở đây. Và chúng tôi cho rằng là đấy chính là cái việc chúng ta lộ trình tăng có hợp lý hay không, nó sẽ tác động đến cái tâm lý của khách hàng. Khách hàng có thể rời bỏ một cái ngân hàng khi mà họ tăng phí quá nhiều mà không hợp lý sang những ngân hàng khác cạnh tranh hơn. Bởi vì hiện nay cạnh tranh của ngành ngân hàng cũng rất khốc liệt. Những cái ngân hàng top dưới hoàn toàn có thể thu hút được những khách hàng về với họ khi mà những ngân hàng top trên tăng phí một cách bất hợp lý. Trong bối cảnh sự cạnh tranh trong khối các ngân hàng là vô cùng lớn, các ngân hàng cần cân nhắc giữa lợi nhuận của mình với quyền lợi của khách hàng. Tất nhiên, ngân hàng hoạt động vì lợi nhuận, nhưng ngân hàng cần khách hàng thì mới có được lợi nhuận đó. Đến đây, chương trình tạp chí ngân hàng của tuần này xin phép được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.